từng bị Di Phương xiết tài sản ly hôn, vợ đầu tiên Hải Lý lại có cuộc sống giàu sang tột bậc. Người vợ đầu tiên của danh hài Di Phương là Hải Lý lại có cuộc sống giàu sang sung sướng hơn hẳn chồng cũ sau 24 năm ly hôn. Những ngày qua, câu chuyện của Lê Giang và Di Phương khiến cho công chúng không khỏi xôn xao. Thế nhưng, nổi bật trong thị phi là hình ảnh người vợ đầu đáng thương và đầy tự trọng của nam danh hài khi dám đặt bút chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì có bóng dáng người thứ ba, đó chính là nữ diễn viên gạo cội Hải Lý. Được biết, Hải Lý sống với Di Phương suốt 18 năm nhưng cả hai không có con chung. Khi bà đề nghị ly hôn, Di Phương nhất quyết không chịu, thậm chí ông còn làm căng và xiết hết tài sản của cả hai. Thế nhưng, người vợ Tào Khang đã chọn cách bỏ lại hết mọi tài sản chỉ để được tự do và thanh thản trong tâm hồn. Tính đến nay, Hải Lý và Di Phương đã chia tay vỏn vẹn 24 năm. Kể từ sau khi ly hôn, bà không bao giờ nhắc đến cái tên của chồng cũ hay vợ mới của chồng cũ, bởi với bà, điều đó không nên. Nhiều người sẽ hiểu lầm bà mượn danh người cũ để rồ. Nghe tên vợ cũ của Di Phương chắc hẳn ai cũng tò mò. Thế nhưng nhìn hình ảnh sẽ nhận ra Hải Lý là diễn viên quen thuộc trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Tường Vi Cánh Mộng, Gió Nghịch Mùa, Lối Sống Sai Lầm, Ông Xã Vạn Tuế. Bà chuyên trị các vai mẹ chồng khó tính, đanh đá hay các vai độc lẳng trên màn ảnh nhỏ. Sau khi ly hôn Di Phương, Hải Lý sống độc thân và chăm lo cho mẹ già gần 100 tuổi. Bà từng chia sẻ rằng tuổi thanh xuân của mình đã dành hẳn cho chồng cũ. Bất kể điều gì xảy ra, bà cũng chăm lo cho Di Phương chu đáo. Số phận đẩy đưa, cả hai gãy gánh giữa đường. Trái hẳn với cuộc sống chật vật khốn khó kiếm tiền từ quán ăn nhỏ và diễn hội chợ của Di Phương, Hải Lý lại có cuộc sống giàu sang sung sướng. Nếu Di Phương vẫn phải ở nhà thuê và còng lưng nuôi đàn con thơ, thì Hải Lý lại đang sống trong một căn hộ chung cư sang trọng có trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Không chỉ thế, bà còn có thêm hai căn hộ khác cho thuê. Tổng giá trị ba căn hộ này lên đến 8 tỷ đồng. Mỗi ngày, Hải Lý bận rộn với công việc diễn kịch, đóng phim của mình. Đó là niềm vui và cũng là đam mê của bà. Thời gian rảnh rỗi, bà thường chăm sóc nhà cửa và làm những món ăn ngon cho mẹ ruột của mình thưởng thức. Cuộc sống độc thân đã giúp cho Hải Lý tự chủ hơn mọi việc và vô cùng thoải mái trong tâm hồn. Khi thi thoảng, bà cũng hay gặp gỡ bạn bè, đi du lịch mà không phải lo bất kỳ điều gì. Có lẽ chính vì cuộc sống vô tư, vô lo mà bà được khen là trẻ trung so với tuổi.